Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân của Lào Cai đạt 54%, đứng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Đến nay, tỉnh đã giải ngân được 2.501 trên 5.212 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công năm 2024, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bằng 48% kế hoạch, nhiều dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục đã hoàn thành, phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng, Tuy nhiên số dư tạm ứng của tỉnh vẫn còn rất lớn, nghĩa là tiền vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng chưa đến được công trình, một số dự án còn chậm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường giám sát, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án bệnh viện, mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục, làm rõ trách nhiệm đối với những công trình chậm tiến độ, đồng thời tiếp tục tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án.